chào bạn đọc của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Theo như ghi nhận thì hiện nay tình trạng đau vùng lưng diễn ra khá là nhiều. Nguyên nhân là do chúng ta đã sử dụng các vật dụng trong gia đình không đúng, hoặc là do luyện tập bị sai tư thế, cũng như là tình trạng tăng cân quá mức làm áp lực lên vùng lưng. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần hướng dẫn chi tiết các bài tập từ huấn luyện viên Huỳnh Phát Đạt để cải thiện tình trạng đau ở vùng lưng. Để thực hiện bài tập này, các bạn đặt khăn lên phía trên đầu, vươn hai tay lên cao, nắm chặt khăn, giữ thẳng. Siết bụng, hít sâu, dồn hơi xuống bụng, thực hiện nâng khăn lên từ từ, đến vị trí sát lưng, giữ lại 1 giây và đưa tay về vị trí ban đầu một cách chậm rãi. Trong suốt quá trình thực hiện bài tập, các bạn cố định khăn, không lắc lư đầu và lưng. Trong lúc nâng khăn lên, cũng kết hợp hít sâu, siết bụng, dồn hơi xuống bụng. Để thực hiện động tác này, các bạn thực hiện tư thế bốn chân, gối chạm đất, hít sâu, ép hơi ở bụng, siết mông, đẩy mông ra phía trước hết mức có thể, nín thở và ngẩng đầu cao lên. Với vị trí này, chúng ta giữ lại 1 cho đến 2 giây. Tư thế chuẩn bị, nằm nghiêng. Lưu ý phần bắp đùi, chân và ống chân cùng tạo một góc 90 độ. Tay đặt thẳng trước mặt. Lưu ý là hai đầu ngón tay bằng nhau, thả lỏng người. Khi thực hiện hít sâu, ép hơi ở bụng, xoay và mắt nhìn theo tay. Quay tay trở lại vị trí ban đầu, lúc này hai ngón tay phải bằng nhau. Vẫn là tư thế nằm nghiêng, nhưng sẽ chống tay lên đầu, nâng cao đầu. Chân tạo nên một góc 90 độ và nâng một chân lên. Chú ý bài tập này chỉ xoay phần hông để nâng chân và cố xoay chân cao hết mức có thể. Tư thế chuẩn bị, nằm thẳng, dang hai tay ra hai bên, từ từ đưa một chân lên cao vuông góc với chân còn lại và cố định chân. Lúc này duỗi thẳng bàn chân, rồi đưa bàn chân về vị trí ban đầu. Tiếp tục thực hiện cho chân còn lại. Cảm ơn phần hướng dẫn chi tiết thực hiện từ huấn luyện viên Huỳnh Phát Đạt. Hy vọng rằng với những bài tập rất là đơn giản và không cần phải máy móc cầu kỳ thì các bạn có thể là cải thiện tình trạng đau của vùng lưng cũng như là cải thiện vóc dáng của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.